đối với người bệnh tim mạch nói chung và những người bệnh mạch vành thiếu máu cơ tim hoặc van tim nói riêng ấy, thì hiện nay mục tiêu điều trị quan trọng nhất là gì và nên điều trị theo những phương pháp nào để đạt hiệu quả? Vâng, chúng ta biết về phương diện y học hiện đại Tây y, thì khi bệnh nhân có những biểu hiện tắc mạch, dù là tắc mạch vành tim hay tắc mạch não, tắc mạch đâu, thì phải trực tiếp khẩn trương đến ngay cơ sở cấp cứu. Mà lúc đó tính bằng giờ vàng, tính bằng phút vàng. Đấy, nếu đó bác sĩ sẽ xử lý các thuốc chống đông, và đơn giản nhất là heparin, đúng không? Rồi một số thuốc mới hiện nay như là enoxaparin, thế rồi rivaroxaban. Các thuốc đó là các thuốc chống đông tùy mức độ mà bác sĩ có thể cho phù hợp. Tây là như vậy, cấp cứu bằng các thuốc hoặc cái nitroglycerin trong cái giãn mạch vành tim, đặt một viên ở dưới lưỡi hoặc là nửa viên thì bệnh nhân tỉnh, lưu thông ngay, rồi sau ta tính sau. Đấy. Còn y học cổ truyền thì từ xa xưa đến bây giờ chưa, các cụ không nói tới như chúng ta gọi là mạch vành hay động mạch gì cả, mà các cụ vẫn có những bài thuốc mà tác động tới tạng tâm. Theo cái lý thuyết y học cổ truyền là như chúng ta vừa nói, phải thông thoáng thì thông bất thống mà. Thế thì phải giải quyết vấn đề lưu thông khí huyết. Các cụ nói lưu thông khí huyết, khí và huyết, thì cái bài thuốc của các cụ là vẫn phải bổ khí huyết, mà hành huyết, hoạt huyết, lương huyết. Đấy, thì đấy là có rất nhiều vị, mà những vị gọi là thần dược cổ phương, cái đây khoảng hơn 10 năm có các cơ chuyện nghiên cứu về cái bài thuốc huyết phủ trục ứ thai. Huyết phủ trục tức là loại ứ, tức là ứ tắc, cái thang thuốc nổi tiếng lắm. Và một số bệnh viện nghiên cứu, bệnh viện y học cổ truyền trung ương, học viện quân y, bệnh viện y học cổ truyền quân đội đã nghiên cứu cái bài thuốc này, tức là để giải quyết cái vấn đề sơ vữa mạch máu. Cái y học cổ truyền là toàn bộ các thảo dược và tác dụng với mục đích là giãn mạch, với mục đích là thông thoáng thành mạch. Nhưng bây giờ chỉ chúng ta gọi là để làm thông thoáng thì có thể là hạ mỡ máu chẳng hạn, rồi hạ rồi thế nọ thế kia, nhưng các cụ là cơ hoàn huyết, hành huyết và lương huyết. Thế thì cái sự kết hợp của hai nền y học hiện đại, y học cổ truyền trong điều trị các bệnh, đặc biệt bệnh mãn tính, là phổ biến nhất 20 năm lại đây. Nhưng nâng tầm cao hơn, tầm cao hơn là gì? Dựa trên cơ sở Tây y là những kiến thức hiện đại, biết hơn, rõ hơn một con người. Các cụ ngày xưa chỉ bắt mạch thôi, vọng văn vấn thiết thôi, nhưng bây giờ có máy móc để phát hiện những cái hư, cái tổn thương ở trong cơ thể một cách khoa học và điều trị theo cơ chế Tây y. Nếu bạn quan tâm và muốn được tư vấn chi tiết về sản phẩm hỗ trợ tim mạch Vương Tâm Thống, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc Zalo 0962 546 541 để được hỗ trợ.